chị xem những cái video em làm quay chính bản thân em có những cái áo mà em mặc có chữ mà anh chị nhìn là đó là chữ xui, thì anh chị có nghĩ là em quay bằng cam trước hay là quay cam sau? Thật ra là em quay hoàn toàn là camera trước không mấy anh chị, nhưng mà để làm sao cho nó tự động lật lại cái hệ xui như là mình đang quay cam sau, thì bây giờ anh chị làm theo hướng dẫn của em nha. Lưu ý là cái clip hướng dẫn sử dụng cam trước để lật xui lại là trên điện thoại Apple nha anh chị, hệ Android đấy. Những anh chị nào mà xài dòng Apple thì xem được video này thì lưu ý mình chỉnh lại để mình làm video cam trước nó được tốt hơn nha. Đầu tiên thì anh chị sẽ click vào cái camera của anh chị, rồi anh chị click vào cái phần cài đặt. Khi vào cái phần cài đặt này, anh chị sẽ click vào cái phần cài đặt nâng cao. Ở trong cái phần cài đặt nâng cao nó sẽ có những cái giao diện như trên, thì anh chị sẽ bật lên hết cho em luôn. Thứ nhất là lật cam, thứ hai là hiển thị báo ống kính nó bị bẩn, nó sẽ báo cho mình để mình xử lý. Thứ ba là cử chỉ chạy nhanh, đấy là mình cứ bật lên hết màu xanh như thế này ở trên hệ thống của em, y chang như vậy luôn nha anh chị. Là khi anh chị làm video bằng cam trước xong, anh chị quay xong nó sẽ tự động nó lật lại cho anh chị thành xui luôn đó. Lưu ý là trên điện thoại Apple nha anh chị ơi.